Đường Hồ Chí Minh trên biển là một trong những sáng kiến xuất sắc của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong chiến tranh Việt Nam, người Mỹ chưa bao giờ nghĩ tới việc quân đội ta sẽ vận tải vũ khí qua đường biển để chi viện vào miền Nam, bởi vì phía Mỹ quá nhiều thiết bị vũ khí hiện đại được kiểm soát trên biển nên nó nghĩ rằng miền Bắc không dám đi qua con đường đấy. Nhưng chúng đã quá chủ quan, vẫn biết đi bằng đường biển sẽ rất khó. Thế nhưng, bằng với trí tuệ, ý chí, sức chịu đựng kiên cường và một lòng thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc, quân và dân ta đã viết nên một câu chuyện lịch sử và cho đến ngày nay, Mỹ không thể tin và hiểu được. Video số này xin mời quý vị cùng giải mã con đường trên biển của bộ đội ta ngày đó. Khai thông tuyến đường vận tải trên biển đã khó, giữ được bí mật cho tuyến đường lại càng khó hơn. Nếu như tuyến đường chi viện trên dãy Trường Sơn có núi, rừng, che chở, thì tuyến vận tải trên biển trống trải, tàu thuyền không có gì để che khuất, lại thêm sóng to, gió lớn, quân địch kiểm soát, lùng sục gắt gao. Vì vậy, để tuyến vận tải chiến lược trên biển bảo đảm bí mật, thông suốt không bị gián đoạn, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, trực tiếp là đoàn vận tải biển 759 thực hiện nhiệm vụ. Sau những chuyến tàu đầu tiên chở vũ khí vượt đường biển vào đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ thành công, ta tiến hành rút kinh nghiệm từ việc chuẩn bị nhân lực, mở bến bãi, cải tiến phương tiện, đổi mới phương thức, nguyên tắc vận chuyển, bốc dỡ hàng. Nhờ đó mà tuyến vận tải trên biển hoạt động ngày càng hiệu quả và chủ động hơn. Ngày đó, cách tuyển chọn thủ tùy đoàn, đặc biệt là các trưởng đoàn, được lựa chọn một cách rất kỹ càng. Họ là những người có kinh nghiệm đi biển ở các tỉnh miền Nam. Họ phải nắm rõ địa hình, con nước. Nếu đi đêm nhìn từ xa, họ vẫn biết được đâu là bến bãi để vận chuyển hàng hóa về nơi theo yêu cầu. Vì vận chuyển hàng hóa của mình thì phải đi vào ban đêm để không bị lộ, bốc vác hàng xuống bến bãi cũng vậy. Đến lúc trời sáng sớm là phải nghỉ, cho tàu vào nơi ẩn nấp. Vậy nếu mưa to gió lớn thì mình có vận chuyển hàng không? Câu trả lời là có, vì cứ khi nào địch mất cảnh giác nhất là quân ta lại lên đường. Cái khó nhất của các thủy thủ ngày đó không phải là thức ăn, mà nó chính là hết nước uống. Nên chuyến đi nào mà có mưa thì bộ đội ta lấy nước mưa để uống, để tắm. Và ngược lại, nếu hôm nào nắng thì cực kỳ vất vả. Có những chuyến đi biển mà hết nước ngọt, lúc đấy thì các thủy thủ phải tự xoay sở để kiếm nước bằng cách lấy nước biển bỏ vào thùng hay nồi, đem ra phơi nắng, đợi nước bốc hơi lên nắp, rồi lấy những giọt nước bốc hơi ấy để uống. Nhiều lúc không có nước, thậm chí còn dùng cả nước tiểu tiện của chính mình. Chính vì vậy mà khi ra biển, vào trời mưa to gió lớn nó vất vả một chút, thế nhưng mình vẫn cầu mưa, bởi lênh đênh trên biển, nước ngọt còn quý hơn vàng. Còn việc đóng tàu thì sao? Ngày đó đơn vị đóng tàu của mình ở Hải Phòng được giao nhiệm vụ đóng những con tàu chở vũ khí vào Nam. Đây là một đơn vị cực kỳ tuyệt mật. Người ngoài không ai biết nó là cái gì, đến cả cán bộ, công nhân đóng tàu cũng không biết được công dụng của con tàu là gì. Tất cả chỉ làm theo bản thiết kế. Và chính những người làm trong này cũng nghĩ là sản xuất tàu để phục vụ đi đánh cá. Mỗi vùng có một loại thuyền đánh cá khác nhau. Chính vì thế mà thuyền của mình đóng nó phải có hình dáng giống với thuyền đánh cá của phía Nam và được thiết kế hai đáy. Bên trên là chỗ đánh cá như bình thường, nhưng ở bên dưới được ngụy trang là một cái kho bí mật để chở vũ khí. Mỗi con tàu đều có trang bị bộc phá đặt ở mũi, hầm máy và đuôi tàu. Tổng cộng khoảng 1 tấn, vì phòng trường hợp nếu địch bắt thì ta có thể phá nổ bộc phá. Hẹn giờ theo thời gian từ 15 đến 30 phút, mục đích là để cho quân ta nhảy ra khỏi tàu cách đủ an toàn để cho kích nổ và không để lại dấu vết. Các thủy thủ trên thuyền cũng chung một lời thề, nếu có bị bắt cũng quyết tâm không khai. Quân Mỹ ngày đó kiểm tra cực gắt gao. Chính vì vậy mà tất cả các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt trên thuyền đều xóa hết mẫu mác và không một chút gì liên quan đến ngoài Bắc của mình. Chỉ cần liên quan đến một chút gì ngoài Bắc thì cũng sẽ bị bắt và điều tra. Ngoài những việc xóa dấu vết ở miền Bắc ra, mình còn chuẩn bị nhiều cờ ở các nước khác
mục đích để ứng biến khi đi qua các nước khác. Lúc thì ngụy trang là tàu Philippines, lúc thì tàu Thái Lan, lúc thì tàu Campuchia. Nhưng đây chỉ là ngụy trang bên ngoài. Còn phía bên trong, mình còn trang bị cả động cơ của các nước phương Tây. Nếu bị khám xét mà động cơ máy toàn của Nga hoặc Trung Quốc thì chắc chắn sẽ bị lộ ngay. Vậy câu hỏi đặt ra, thế nếu kiểm tra giấy tờ thì sao? Để hợp thức hóa cho tất cả những người trên tàu và cả con tàu những thứ đó, mình đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ngày đó giấy tờ giả là một trong những nhu cầu cực lớn của toàn bộ các hoạt động trên chiến trường Việt Nam. Không chỉ phục vụ đối với các thủy thủ và các con tàu mà còn phục vụ cho hàng hóa và các nhu cầu khác, và để cho các cán bộ đi lại vào Nam ra Bắc. Quân ta sử dụng loại giấy tờ này đi lại công khai dưới dạng những người buôn bán, đi xe đò hay đi tàu. Và để làm được giấy tờ giả này thì mình có một lực lượng là chuyên phân tích và làm mọi cách chi tiết mỗi khi đối phương có sự thay đổi. Nên việc làm giả giấy tờ này mình làm giống y đúc, không thể phân biệt được. Cứ có sự thay đổi gì trong giấy tờ của địch thì mình thay đổi ngay. Như năm 1973, lúc đó địch không còn làm số đuôi ở căn cước nữa, thay vào đó là căn cước bằng nhựa rồng xanh. Trên đó có dấu nổi, bởi lúc đó Mỹ và chính quyền Sài Gòn nhận thấy rằng một trong những nguyên nhân khiến họ thất bại ở cuộc tổng tấn công năm 1968 đó là do kỹ thuật làm thẻ căn cước của họ quá sơ sài. Miền Bắc của mình rất dễ làm giả. Chính vì vậy mà miền Bắc đã đưa quân và vũ khí vào ngay trong Sài Gòn mà nó không hề biết. Nhưng dù có thay đổi kiểu mới thì ta vẫn làm giả được. Căn cước mới của nó lúc bấy giờ, nó thay đổi bằng nhựa rồng xanh, có dấu nổi, công nghệ mới nhất trên thế giới thời bấy giờ. Thế nên, đội ngũ của ta đã nghiên cứu rất chi tiết, từ mực, nhựa, keo, màng bóng, kỹ thuật vân, vẽ con rồng xanh trộn lẫn đưa vào ép ra căn cước, không bị nhòe, không bị biến dạng chữ, mà nhìn thì phải giống y hệt. Sau gần nửa năm, với hàng nghìn lần thử ghép thì cuối cùng mình cũng đã cho ra lò được thẻ căn cước giống y hệt như vậy. Ngày đó, những người có tay nghề làm giả thẻ căn cước đều được đưa vào danh sách chăm sóc tuyệt mật của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Nếu chỉ cần lộ ra là có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà tất cả các thẻ căn cước, ai hỏi mình cũng đều bảo là do nước bạn viện trợ. Chỉ có một vài người tự tay làm ra nó mới biết được chính xác ai là người đã làm ra những chiếc thẻ căn cước này. Để các cơ quan kiểm tra của chính quyền Sài Gòn tin tưởng một cách tuyệt đối, ngày đó bộ phận cấp giấy tờ của mình còn chú ý tỉ mỉ tương ứng giữa hình dạng, giọng nói của người cầm giấy tờ với nội dung ghi trên giấy. Những người có dáng thương gia thì ghi là thương gia, dáng lao động thì ghi là thủy thủ hoặc đầu bếp. Những ai nhìn thư sinh, học thức thì ghi là nhà giáo. Những người nào với giọng ngoài Bắc thì phải ghi ở những vùng có nhiều người Bắc di cư vào. Tất cả được làm một cách chi tiết và logic. Nếu cảnh sát chính quyền Sài Gòn có chất vấn cũng không thể nào tìm ra được một điểm mâu thuẫn gì. Ngoài giấy tờ cá nhân ra thì còn rất nhiều loại giấy tờ chứng nhận khác cấp cho hàng hóa hay thuyền ghe. Viết xong giấy thì còn phải làm giả chữ ký của các quan chức đối phương, kể cả chữ ký của các cấp chính quyền Sài Gòn. Việc làm giả chữ ký đó do những người có tài năng siêu phàm phụ trách, bất cứ chữ ký nào thì chúng ta đều làm giả được. Khi mà trong đó thay đổi một tỉnh trưởng, trên giấy tờ sẽ có một chữ ký mới, thì mình sẽ phải làm được chữ ký tương tự như vậy trên giấy tờ của mình. Nhìn qua thì không ai biết đó là chữ ký giả. Ngày đó để ký được một chữ ký, mình phải nghiên cứu xem chữ ký thật được ký bằng loại bút nào, mực nào, nét chữ ký đậm hay nhạt, lúc ấn xuống mạnh hay nhẹ, hình dáng của chữ ký, phải phân tích chi tiết từng tí một thì mình mới có thể cho ra được những chữ ký giống y như thật. Có đưa qua máy kiểm tra cũng không thể nào phát hiện ra được. Sau khi in giấy tờ chữ ký xong thì mình sẽ có một bộ phận chuyên làm các con dấu, tùy vào con dấu của từng tỉnh, từng vùng chiến thuật của chính quyền Sài Gòn. Để làm ra được những con dấu này, một bộ phận gồm những người có tay nghề sẽ được phụ trách việc khắc những con dấu này. Nếu chính quyền nó có thay đổi con dấu như thế nào đi nữa thì cũng phải làm cho ra được một con dấu giống y như vậy, mọi thứ đều chuẩn chỉnh đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chính vì thế mà mọi giấy tờ của mình đều có thể hợp thức hóa
một cách đàng hoàng, từ giấy tờ tùy thân cho đến giấy tờ về các con tàu, giấy chứng nhận hàng hóa, giấy kê khai thuế, tất cả đều được mình làm giả rất chuyên nghiệp, hầu như không có giấy tờ nào bị phát hiện là giả cả. Tất cả đều cho lọt qua dưới sự kiểm soát dày đặc của chính quyền Sài Gòn. Những chiếc thẻ được mình làm giả, nó giống đến nỗi có những cái máy kiểm tra thuộc loại cực kỳ tinh xảo mà Mỹ và chính quyền Sài Gòn đặt tại một số cơ sở đặc biệt như tòa đại sứ, phủ tổng thống, tổng nha cảnh sát mới có thể phát hiện ra được, chứ còn các máy khác thì không bao giờ phát hiện ra được. Chính vì thế mà từ tàu bè chở vũ khí vào miền Nam cho đến các thủy thủ trên tàu hay cán bộ cấp cao như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, khi dùng giấy tờ giả của mình để đi lại banh tạc khắp miền Nam mà không hề bị phát hiện. Ngoài việc ngụy trang nội dung bên trong thì bộ đội mình còn ngụy trang cả hình thức bên ngoài cực kỳ tài tình. Việc ngụy trang chủ yếu phục vụ cho ban ngày phải lênh đênh trên biển, làm sao để máy bay rồi tàu biển không phát hiện ra được. Để xét hỏi hay đánh phá, bộ đội của mình ngày đó thường dùng cách cho tàu áp sát vào một vòm cây, một vách núi, sau đó căng lưới lên rồi treo cành lá vào trên đó. Cành lá được treo vào là loại cây náng núi. Đây là một loại cây có thể để cả tuần cũng không thể bị mất màu xanh. Chính vì thế mà nó thường xuyên được lấy ra để làm dụng cụ ngụy trang cho tàu. Đỉnh cao của việc này phải kể đến sự bất ngờ của đoàn quân sự Bắc Triều Tiên khi chứng kiến được tận mắt nghệ thuật ngụy trang của mình. Theo như Đại tá Trương Thái Ất, nguyên chủ nhiệm chính trị lữ đoàn 125 có kể trong cuốn Năm đường mòn Hồ Chí Minh rằng, đã có một lần đoàn quân sự Bắc Triều Tiên sang tham quan và học tập kinh nghiệm của chúng ta. Chúng tôi dẫn họ đi sát tàu mà vẫn không thể phát hiện ra đâu là tàu của chúng tôi. Đến lúc chúng tôi vạch hệ thống ngụy trang ra, họ mới thấy tàu của chúng tôi đỗ ngay trước mắt, họ kinh ngạc vô cùng. Chính cách ngụy trang đó đã cứu được rất nhiều các con tàu của lữ đoàn 125 trong lúc ẩn nấp tại các vùng, các đảo trên đường vận tải vào Nam. Đây có lẽ là bằng chứng rõ nhất ta thấy được sự tài tình, khôn khéo của bộ đội Việt Nam. Những con người quá thông minh để có thể sống sót mà tồn tại được trong một cuộc kháng chiến không cân sức. Cuộc chiến mà địch đã chiếm ưu thế hoàn toàn về thế lực. Mặc dù cẩn thận ngụy trang như thế, nhưng cũng có lúc chúng ta phải đương đầu với địch, điển hình như trận ở Vũng Dô năm 1965. Vũng Dô nằm ở địa phận tỉnh Phú Yên, là điểm nhấn quan trọng của con đường vận chuyển trên biển. Ngày 1 tháng 2 năm 1965, tàu 143 của ta chở 63 tấn vũ khí cùng 17 thủy thủ vào khu 5. Mặc dù tàu đã được ngụy trang như tàu đánh cá, nhưng vẫn liên tục có máy bay địch bám theo. Thậm chí là nó còn xà xuống rất thấp, rồi tàu chiến của địch dàn hàng kèm tàu của ta. Do đi lạc nên mãi gần đến ngày 16 tháng 2 năm 1965, tàu mới vào được Vũng Dô. Gần 4 giờ toàn bộ hàng mới bốc hết, tàu quay ra thì tời neo bị hỏng, nên tàu 143 đành ở lại bến. Địa hình Vũng Dô ba bể bốn bên vách đá dựng đứng, chỉ có cây xòe ra sát mép nước, mà tàu của ta thì quá to nên không nép sát được vào chân núi, nên ta đành chặt cây phủ lên tàu để ngụy trang. Nhưng con tàu cứ lù lù như một khối đá nhỏ chìa ra biển, mà vị trí không xa đồn địch là bao nhiêu. Sự cố này đã khiến cho con đường vận tải trên biển của Vũng Dô bị phát hiện rất tình cờ. Sáng ngày 16 tháng 2 năm 1965, một chiếc máy bay tải thương của địch đi qua, bất ngờ nhìn thấy một mỏm đá lạ nhô ra trên vách núi phía tây Vũng Dô mà trước đó hắn chưa từng thấy. Ngay lập tức, viên phi công báo cáo về sở chỉ huy. Chỉ một tiếng sau, một máy bay trinh sát được điều đến Vũng Dô do thám và chụp ảnh. Những bức ảnh được đem so sánh với những tấm ảnh chụp trước đó đã chỉ ra đúng là có một mỏm đá lạ nhô ra trên vách núi phía tây Vũng Dô. Ít phút sau, mấy chiếc máy bay các loại của địch bay tới, thả pháo mù rồi bom xăng xuống mỏm đá lạ. Lá ngụy trang cháy hết, làm lộ ra con tàu nằm trình hình trên biển. Phát hiện được chính xác mục tiêu, địch lập tức huy động cả máy bay, tàu chiến và pháo binh, bộ binh tập trung tấn công Vũng Dô. Và một cuộc chiến không cân sức, lực lượng của ta gồm thủy thủ trên tàu, bộ binh và dân quân du kích kiên cường đánh trả, nhằm bảo vệ đến cùng số vũ khí đã được đưa vào từ miền Bắc. Đồng thời, du kích được lệnh nhanh chóng vận chuyển vũ khí ra khỏi Vũng Dô về kho chính ở Hang Vàng. Nhưng bọn địch
có ý đồ bắt sống tàu 143 và chiếm vũ khí ta cất giấu, nên chỉ thả bom quanh tàu chứ không tiêu diệt. Biết rõ ý đồ của địch, quân ta quyết định phá nổ tàu, quyết không để một khẩu súng từ miền Bắc lọt vào tay địch. Nhưng việc hủy tàu cũng không hề đơn giản chút nào. Khi lúc đấy, do sức ép của bom đạn, tàu ta bị nghiêng, các cửa đều đóng chặt, không thể vào trong các khoang. Và phương án ốp bộc phá ngoài tàu để phá hủy tàu được đưa ra. Trong khi đó, quân ta vẫn kiên cường chiến đấu, đánh bật địch ra biển, thì một số bộ phận vận chuyển thuốc nổ xuống tàu, còn một số khác đi lấy dây cháy chậm và kíp nổ. Do ta thiếu kinh nghiệm nên phải 2 đêm sau mới cho bộc phá nổ, con tàu mới chìm hẳn sau một tiếng nổ rung chuyển vũng rô, kèm ánh lửa sáng rực cùng một cột nước bốc cao. Địch lúc này tiếp tục điều thêm quân, khiến cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, trước thế địch quá mạnh, quân ta chủ trương phá phòng vây rút lui và hủy số vũ khí còn lại. Nhưng vì số hàng tồn kho của những chuyến tàu trước chuyển vào còn quá nhiều nên không hủy hết. Ở hang vàng, bọn địch quyết chiếm nơi này, liền bị ta cho nổ tung kho vũ khí, khiến địch chết rất nhiều. Sau đó, chúng tổ chức mò vũ khí của ta ở con tàu chìm, tháo gỡ một số bộ phận của tàu mang về Sài Gòn, mở triển lãm và có cả phó thủ tướng Ngụy đến dự để rêu rao về chiến công thu hồi vũ khí do miền Bắc tiếp tế bằng đường biển. Sau vụ này, con đường vận chuyển trên biển của ta bị bại lộ. Từ năm 1971 đến tháng 4 năm 1972, Hải quân Mỹ phong tỏa, kiểm soát rất gắt gao trên tuyến biển, khiến hầu hết các chuyến tàu chở vũ khí vào Nam của ta phải quay lại. Lúc này, chúng ta vận chuyển dưới dạng tàu đánh cá hợp pháp, có trang bị kho hầm cất giấu vũ khí giống hệt như tàu đánh cá của miền Nam. Các thủy thủ trên tàu là những cán bộ cốt cán cũ và bổ sung thêm những cán bộ quê ở miền Nam. Họ có kinh nghiệm đi biển, được ngụy trang cực kỳ bài bản. Việc tổ chức bến bãi, kho vũ khí để hoạt động phải cực kỳ an toàn và quy củ. Bởi nếu bến bãi bị lộ, con đường vận chuyển trên biển sẽ bị phát hiện, mọi nỗ lực của ta sẽ biến thành mây khói. Việc ngụy trang của các thủy thủ được chuẩn bị vô cùng chu đáo, làm giấy tờ giả cho các thủy thủ cũng như tàu, chúng ta đã biết ở số trước. Và các thủy thủ của ta phải làm sao để giống với những người làm nghề đánh cá. Lúc này, bộ đội ta, những người nào có nước da trắng thì phải phơi nắng ở các bãi cát giữa mùa hè nắng cháy, tóc tai bù xù, rồi họ học cách quăng lưới, vá lưới thuần thục để trông giống như thủy thủ đoàn thực sự. Ngoài ra, còn phải luyện cách nói, các từ địa phương, ăn sóng nói gió, chửi thề và rất nhiều những thứ khác nữa để làm sao địch không thể phát hiện ra được. Học cả cách đưa tiền đút lót cho bọn cảnh sát biển của Ngụy. Đó là cách ngụy trang của ta. Thế còn kho hàng, bến bãi thì được xây dựng ở đâu và như thế nào? Việc canh gác bảo mật ra sao? Những tính toán này đúng là chỉ bộ đội Việt Nam ta mới làm được. Địa điểm đặt kho bãi phù hợp với điều kiện của từng nơi. Những vùng thường xuyên ngập nước thì phải xây kho cao lên để không bị ngấm nước. Những vùng lộ thiên thì phải ngụy trang để máy bay không phát hiện được. Những vùng gần đồn bốt địch phải có hình thức bảo vệ. Mục đích cuối cùng phải giữ bằng được vũ khí đạn dược mà các thủy thủ đã mất rất nhiều công sức để vận chuyển từ Bắc vào Nam. Sơ đồ bố trí của các kho cũng được sắp xếp rất khoa học, theo từng địa bàn chiến lược. Các kho lớn có thể chứa đến 20 đến 30 tấn vũ khí để cho các quân khu dùng và nằm sâu trong vùng căn cứ. Và lúc nào cũng có một tiểu đội canh gác cực kỳ cẩn thận. Ngoài các kho lớn, mình còn làm rất nhiều các kho khác nhau. Chỗ nào ngập nước, mình làm kho nổi. Các kho này được bố trí ở các kênh ăn sâu vào các khu rừng, cách ụ tàu từ 5 đến 7 km. Phía trên dưới có sàn kê để hàng không bị ướt và được nằm âm sâu dưới lòng đất. Các trang bị vũ khí chôn xuống dưới được bảo quản đặc biệt, gói trong giấy chống ẩm, đặt trong các thùng hàng, chôn xuống đất và được ngụy trang, bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Sức chứa của các kho âm này có thể chứa lên đến 30 đến 40 tấn đạn dược vũ khí. Ngoài ra còn có các kho tạm được làm ngay gần chỗ neo đậu tàu. Các kho bãi rồi vị trí cất giấu vũ khí cực kỳ an toàn, kín đáo và được đánh dấu cực kỳ cẩn thận. Chỉ có các đồng chí trông kho và chỉ huy kho mới biết được. Ngoài ra, mình còn có các kho gửi dân, được gửi vào các gia đình cách mạng, được chôn trong nhà hoặc chôn trong vườn. Và điều đặc biệt ngày đó, bộ đội ta rất mưu lược và đã áp dụng theo nguyên tắc nơi nào nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất.
và chúng ta làm những kho sát đồn địch chỉ khoảng 1 km, nên địch không bao giờ nghĩ ra bộ đội ta lại liều lĩnh như vậy và mất cảnh giác. Để làm được kho này thì quân ta phải giữ bí mật tuyệt đối, và những kho này cũng được bố trí các bãi lựu đạn, mìn chẳng chịt. Nếu địch có phát hiện thì khó lòng mà đột nhập vào được, mà nếu có vào được thì chắc chắn xác không còn. Vậy với số lượng nhiều kho như thế này thì có bị lộ không? Với việc xây kho giữa lòng dân, nếu được dân che chở thì cực kỳ thuận lợi. Nhưng chẳng may, chỉ một người tiết lộ thôi thì tất cả sẽ là công cốc. Nhiều người bị địch bắt và tra tấn không chịu được thì đành phải khai. Có những trường hợp bị mua chuộc rồi họ cũng chỉ điểm. Vì vậy nên việc canh gác các kho bến bãi hồi đó cực kỳ là cẩn mật. Nếu địch chỉ cần nghi ngờ kho bãi của mình thì ngay lập tức quân ta phải vận chuyển vũ khí đi ngay. Vậy nên ở bất cứ kho nào chỉ cần thấy mất tích một người là ngay lập tức di rời vị trí địa điểm. Những ai ra ngoài, chúng ta sẽ lập tức theo dõi sát sao, đề phòng có bất cứ hành vi phản bội nào, kịp thời ngăn chặn và không để bị động trong bất kỳ tình huống nào được. Và khi có kho rồi, có bến bãi, có vũ khí vào rồi, bây giờ thì chuyển các vũ khí đó đến với các chiến khu sao được, người vận chuyển, rồi phương tiện bằng cách gì? Thật ra, đã nằm trong kế hoạch của bộ đội ta hết. Người vận chuyển vẫn là bộ đội ta, phương tiện đi lại, vì khu vực đồng bằng sông Cửu Long toàn là sông nước, vì vậy vận chuyển bằng tàu bè là phương pháp hiệu quả nhất. Lại một kịch bản giả dạng làm tàu đánh cá và tàu chở hàng hóa. Bên dưới để vũ khí, bên trên để hàng hóa thông thường của người dân buôn bán miền sông nước. Vận chuyển kiểu này, việc giáp mặt với đối phương là chuyện rất bình thường, nên quân ta xác định tư tưởng từ đầu, nếu bị lộ thì chiến đấu ngay. Và quân ta còn ngụy trang, trong nhiều chuyến đi còn mang theo cả vợ con, gia đình, để làm sao đó giống với gia đình buôn bán hàng trên biển sông nước. Mang cả gia đình theo, xác suất bị phát hiện là rất thấp. Nhưng một khi mà bị địch phát hiện, cái giá đánh đổi là mất tất cả, kể cả mạng sống của gia đình mình. Phương thức vận chuyển cả gia đình này vẫn ổn cho đến năm 1968. Khi có một thuyền bị bắt do có người chỉ điểm, anh ta bị tra tấn đến cùng nhưng quyết không khai. Và vợ của anh ta bị bỏ tù đến ngày giải phóng mới được ra. Kể từ lần bị lộ đó, phương thức vận chuyển ấy không còn hiệu quả nữa. Mình không còn đóng giả người dân, đóng giả gia đình nữa, không phải bộ đội cả trang nữa, mà mình thuê các người dân và tàu của dân để vận chuyển. Người vận chuyển đều là những người dân sông nước từ nhỏ. Bọn lính bốt chạm của địch đã quá quen mặt. Và bọn lính này rất hám tiền, nên chỉ cần đút lót ít tiền, mời chúng lên uống rượu, tạo uy tín và niềm tin với bọn chúng, nên bọn chúng chẳng có nghi ngờ gì. Với phương pháp này tuy là rất an toàn, nhưng ta luôn luôn phải có phương án đề phòng, để phòng tránh những rủi ro. Cơ cấu đội hình vận chuyển của mình hồi đó rất rõ ràng, theo một nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là hoạt động đơn tuyến, chỉ nhận lệnh từ một người giao nhiệm vụ trực tiếp. Người nào biết việc người đó, đến nơi giao nhận cũng chỉ tiếp xúc một người. Với mục đích, nếu chẳng may bị lộ thì chỉ mất đúng một chuyến đó, và không thể nào lộ hết tất cả đường dây vận chuyển của mình được. Chính vì vậy mà trong thời gian đó, các trang bị, vũ khí của ta đã phân chia hết các đơn vị trong chiến trường miền Nam kháng chiến. Và còn rất nhiều điều bí mật trên tuyến đường này còn chưa được giải mã. Và những điều bí mật đó sẽ được biết đến trên số tới của kênh, được phát vào lúc 19:30 trên kênh Lịch Sử Quân Sự. Mời các bạn cùng đón xem. Nếu video hay và ý nghĩa, xin để lại bình luận. Nhớ đăng ký kênh để kênh được phát triển hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hồ Chí Minh đã từng nói, việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi. Đúng vậy, thông tin là thứ có vai trò sống còn đối với mọi đất nước, mọi phe phái, mọi thời điểm và mọi mối quan hệ. Trong chiến tranh thì thông tin là mạng sống. Chỉ cần lộ một thông tin nào đó của mình ra ngoài thì có thể cả một đoàn quân hùng mạnh phải nằm xuống. Chính vì thế mà bộ phận thông tin được coi là bộ phận sống còn. Việt Nam thời kỳ đó có mạng lưới thông tin rộng khắp cả nước, nối từ Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương tới Trung ương Cục các quân khu và các tỉnh. Bộ phận này không chỉ phục vụ các tuyến đường vận chuyển
mà còn phục vụ toàn bộ các hoạt động điều hành, chỉ đạo ở trên toàn miền Nam. Trong đó, có nhiệm vụ truyền tải thông tin đến với những con tàu không số. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ trọng yếu của bộ phận thông tin mà danh từ chính được gọi là bộ phận cơ yếu. Đây là bộ phận liên quan đến mật mã, sử dụng mật mã riêng để nói chuyện với nhau. Chỉ cần những âm thanh của tiếng gõ thì chúng ta đã ghép lại thành thông tin hoàn chỉnh cho đầu dây bên kia. Những điều đó mình tự quy ước với nhau. Thế nên nếu địch có bắt được sóng này thì chúng không thể nào dịch ra được, trừ khi bên mình có người khai ra. Yêu cầu đề ra, bộ phận cơ yếu phải cực kỳ bí mật. Chính vì thế, nguyên tắc tuyển đầu vào rất cẩn thận. Ngày đó, những người được chọn vào bộ phận này được tuyển chọn rất kỹ về lý lịch và phẩm chất cách mạng. Nếu bị bắt, tuyệt đối không khai báo, dù chịu mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, có bị dụ dỗ như thế nào cũng không được khai. Và điều đặc biệt, phải bí mật thân phận của mình, kể cả với gia đình. Việc tuyển chọn phải xét duyệt ít nhất 3 đời. Tất cả những người trong họ hàng đều phải có lý lịch trong sạch, không tì vết, không được xuất hiện một vết nhơ nào. Nếu chỉ cần trong gia đình có một ai đó phạm tội, phải ngồi tù hoặc ai đó đã từng phản quốc thì chắc chắn không được tuyển chọn. Ngày đó, nếu chỉ cần lộ bộ mật mã đó ra thì coi như là mất nước, vì tất cả những thông tin quan trọng nhất đều được truyền qua đó. Trong bộ phận cơ yếu, bộ phận quan trọng nhất là bộ phận sáng tác, tức là xây dựng các bộ mật mã, và hệ thống mã khóa này luôn luôn thay đổi. Sau đó, chuyển cho các bộ phận soạn tin. Hệ thống những khóa mã này được mình sáng tác tài tình đến mức, trong suốt thời kỳ chiến tranh, tin tức được quân ta gửi đi liên tục và dày đặc. Thế nhưng, các tổ chức thám mã của địch chưa từng một lần nào có thể giải mã được. Trong một số báo cáo mật gửi Tổng Tham mưu Quân đội Ngụy đã phải thừa nhận rằng, ngành mật mã của Việt Cộng đã đạt đến mức tinh vi. Phương pháp này vượt trội hơn phương pháp OTP của Mỹ hiện đang dùng. Và thành tích này được Tổng Bí thư Lê Duẩn đánh giá, bí mật đã tạo ra chiến lược mà trong quân sự người đã nói: đánh giặc bất ngờ là cái hay không thể tưởng tượng được, bất ngờ là cái lớn nhất, ta đã tạo được sức mạnh trong đó. Các đồng chí đã góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ bí mật, vào cái sức mạnh đó để đi đến thắng lợi. Việc sáng tạo ra bộ mật mã mới là điều cực kỳ phức tạp, phải làm sao vừa dễ dùng, vừa dễ hiểu đối với mình, nhưng phải cực kỳ khó hiểu, khó phát hiện so với địch. Khó trong sáng tạo là như vậy, thế nhưng phải làm sao để gửi được bản sáng tác đó đến với những địa chỉ mình liên lạc để có thể thống nhất nói chuyện được với nhau còn khó hơn gấp vạn lần. Đối với bản sao không được phép in, mà phải chép tay hoàn toàn để không lộ bí mật. Ngày đó, đối với những con tàu không số, thì hệ thống thông tin được nối liền từ các cơ quan chỉ đạo ngoài Bắc tới các bộ phận đầu não ở các chiến khu miền Nam, tới các tỉnh và tới các bến bãi. Riêng với con tàu không số thì có một quy định tuyệt đối rằng tàu chỉ được nhận thông tin, không được phát tin trên biển. Bởi đơn giản, chỉ phát tin từ miền Bắc, dù đối phương có biết thì cũng không thể nào giải mã được. Người nhận là ai thì đối phương cũng không thể nào biết. Thế nhưng, nếu tàu phát sóng đi mà địch xác định được tọa độ và biết được vị trí của con tàu thì ta phải làm sao? Vâng, chắc chắn lúc này bộ đội ta sẽ phá hủy tàu. Câu hỏi đặt ra, nếu một người trong bộ phận cơ yếu bị bắt và tra tấn, lúc đó họ yếu lòng khai ra thì sao? Và lúc đó mình phải xử lý như thế nào? Tất nhiên, không có gì là không thể. Bộ đội ta ngày đó luôn lường tới mọi trường hợp xấu nhất của vấn đề. Nếu một cán bộ cơ yếu bị bắt, thì ta phải có ngay một bài kiểm tra để xem phía Mỹ có đọc hay phát hiện được hay không. Ví dụ như ta cho phát đi một thông tin giả là ngày mai quân ta sẽ tập trung phản công đánh vào điểm A nào đó chẳng hạn. Nếu ngày mai mình cho người ra đó mà thấy địch nằm đó phục sẵn, bày sẵn trận địa thì chứng tỏ tin tức bị lộ. Nếu như thấy địch vẫn sinh hoạt bình thường thì chúng ta vẫn thử thêm một vài lần tiếp theo. Nếu không có gì bất thường xảy ra thì chứng tỏ người bị bắt không khai báo gì cả, cứ thế mà triển khai như bình thường. Còn nếu trường hợp người bị bắt khai báo, lập tức ta phải chuyển sang một bộ mã hóa mới. Trong việc sử dụng các bộ mật mã, ta còn có bộ phận sáng tác ra những chương trình giả để đánh lạc hướng đối phương. Đây là thách thức lớn đối với địch, bởi không biết đâu là tin thật, đâu là tin giả. Ngày đó, nhờ có bộ phận cơ yếu mà các tàu trên biển của ta đã tránh được rất nhiều những rủi ro. Hễ mà có thông tin báo có một đợt kiểm tra của địch, nếu mà ảnh hưởng đến tàu thì kiểu gì cũng được báo tin và chuyển hướng.
Chính vì vậy mà ta vận chuyển vũ khí qua đường biển bao nhiêu năm, thế nhưng địch cũng không thể nào mà biết được. Câu hỏi lại đặt ra, nếu chẳng may bộ phận cơ yếu của ta ở bờ không biết tin để báo cho tàu thì sao? Thì tàu phải xử lý như thế nào? Đến lúc đó thì các thủy thủ trên tàu của ta phải sử dụng bản năng của mình để sống sót. Và nói đến điều này, phải nói đến ông Tư Mao. Tài đút lót của ông đã trở thành huyền thoại và đã cứu được rất nhiều tàu cũng như vũ khí của ta. Nếu có ông đi cùng chuyến nào là anh em thủy thủ trên tàu cực kỳ yên tâm. Ông kể lại, trong một lần đi ngang qua đảo Hòn Khoai thì tàu của ông đã gặp phải đội cảnh sát ngụy chặn lại kiểm tra. Không một chút do dự, ông Tư Mao khai thật chuyến đi biển lần này làm ăn cũng được, thế nên có gói mực khô với lại cây thuốc lá ngon biếu các anh. Tưởng chừng cứ như mọi lần là xong, nhưng chúng vẫn tiếp tục lên tàu kiểm tra. Các thủy thủ thì ai cũng lo sợ, vì giờ cho lên tàu kiểm tra, chẳng may lộ kho vũ khí thì sao? Mà chặn lại, không cho lên kiểm tra thì chẳng khác gì nói rằng tàu của ta đang chở vũ khí. Thế nhưng, ông Tư Mao với bản lĩnh của một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, ông vẫn rất bình thản, mời đội cảnh sát lên tàu kiểm tra một cách đàng hoàng. Hai tên bước lên tàu của ông Tư Mao vừa đi sau, vừa ghé tai nói nhỏ với tên lính. Chuyến trước đi không ăn thua gì, chuyến này biển lại êm, lại trúng luồng cá, thu hoạch khá bộn, tôi đã bán được một mớ cho thuyền lái rồi đấy. Nói xong, ông Tư Mao dúi một gói nhỏ vào tay một tên cảnh sát đứng gần và nói, chia chắc chút xíu cho anh em, đã có công vất vả trông coi. Nhận thêm một khoản đút lót, hai tên cảnh sát tỏ vẻ rất mãn nguyện, cứ tưởng thế là thôi. Thế nhưng, hai tên này vẫn tiếp tục chui vào hầm cá, lấy cây gậy bới cá ra. Ông Tư Mao vẫn rất bình tĩnh, vì ông hiểu được rằng, nếu không phải là người dân chuyên đánh cá, đòi xuống hầm cá bới lên, thì không thể nào chịu được mùi tanh của nó. Thế nên cũng không phải ai có thể đủ kiên trì gảy được tấn cá trên mặt đó ra để có thể nhìn thấy được cái đáy thứ hai giấu vũ khí ở dưới. Chưa kể là khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể đối phương của ông Tư Mao cực kỳ cao thủ. Nhìn thấy thao tác gảy mấy con cá đó lên là ông hiểu đây là kiểu gảy lên cho có thôi, chứ chẳng có gì gây gớm cả. Ông rất thản nhiên chỉ đứng ngoài nói, các sếp đừng kiểm tra kỹ cho mất công. Chừng nấy là các sếp biết tàu này thế nào rồi, mai mốt anh em còn gặp nhau hoài, giờ mà bốc cá lên là hư hết cho coi. Mấy tên cảnh sát nghe xong cũng xuôi tai, chính vì thế đành cho đi trong vui vẻ. Vâng, đây chính là lý do tại sao mà người ta có một câu ví von rằng nếu ông Bông Văn Dĩa là thổ địa thì ông Tư Mao là thần công của vùng Cà Mau, U Minh, Kiên Giang. Hai ông chính là cánh tay phải của quân khu. Mặc dù giỏi như vậy, thế nhưng ông Tư Mao đã từng phải trả một cái giá cực đắt bởi đệ tử của mình. Chính đệ tử đã là người khai ra ông không phải là người đánh cá đơn thuần, khiến ông bị truy nã giáo giết khắp miền Nam. Vì thế, ông phải nhờ đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phan, một người chuyên gia về phẫu thuật tạo hình, để phẫu thuật biến đổi gương mặt của ông, để ông có thể yên tâm trở lại với miền Nam phục vụ con đường vận chuyển vũ khí trên biển. Vậy, ông Tư Mao đã bị đệ tử của ông phản bội như thế nào? Đó chính là việc sai lầm về lựa chọn nhân sự đã khiến ông suýt chết. Câu chuyện đó vào năm 1971, khi mà việc chở vũ khí bằng tàu hai đáy của ta rất hiệu quả. Lúc này tư lệnh quân khu 9 là đồng chí Lê Đức Anh đã gợi ý với đồng chí Tư Mao về việc làm tàu to để chở vũ khí cho được nhiều. Tàu ít nhất phải chở được 100 tấn vũ khí thì mới có thể mở được chiến dịch, có thể đánh lớn được. Chứ hiện tại tàu chỉ chở được 7-8 tấn sẽ rất lâu và không có năng suất. Ngay lập tức, ông Tư Mao triển khai, hai người đã đi đến quyết định mở xưởng đóng tàu công khai trên Biên Hòa, Vũng Tàu. Mọi giấy tờ ta lo được hết. Chính vì làm ngụy trang chui lủi như thế này nên việc giữ yếu tố bí mật là điều quan trọng hàng đầu. Ai làm việc người đó, ở ngay cạnh nhau nhưng chắc chắn không thể biết được cụ thể công việc của nhau làm gì. Trên bến không thể biết được tàu có hai đáy, việc làm tàu đáy cũng rất bí mật. Xếp và dỡ vũ khí trên tàu chỉ có thủy thủ tự tay làm chứ không có người ngoài. Thế nhưng, trong xưởng có một người tên là Ba Tam, tên này cũng biết nguyên tắc là không được hỏi linh tinh, ngoài những việc liên quan đến nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, không hiểu sao tự nhiên nó lại hỏi hớ ra một câu. Sao chuyến tàu vừa rồi lại đi đông người thế anh Bảy, đi đông như thế, nhỡ gặp địch thì sao? Câu hỏi đó ngay lập tức đã khiến cho anh em trong xưởng nghi ngờ. Thế nhưng, tên này vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô để hỏi thêm. Anh Bảy này, anh đã đi được nhiều chuyến chưa?
thêm câu hỏi đó chẳng còn ngờ vực gì. Sáng hôm sau, cả đội không thấy ba Tam đâu, khiến cho anh em càng chắc chắn hơn những nghi ngờ của mình. Và câu chuyện đúng như mọi người dự đoán, thằng ba Tam đã phản bội. Chiều hôm đó, xe cảnh sát và xe cứu hỏa đổ đến bao vây con đường dẫn vào xưởng đóng tàu. Dưới biển thì cano ào ào ập tới, bốn phương tám hướng đều bị bao vây của bọn tổng nha cảnh sát Sài Gòn. Thằng ba Tam, nó biết xưởng của ông Tư Mau đã đóng tàu chở vũ khí và biết rất rõ về một số anh em của mình ở trong xưởng này. Nó biết ông Tư Mau đang chở ông Lê Đức Anh từ Cà Mau ra Bắc, và nó biết trên đường đi thì tàu bị hư hỏng, phải tạt vào biển Vũng Tàu về xưởng của ông để sửa. Thế nên hắn đã báo cảnh sát để bắt ông Tư Mau. Rất may một điều, đó là do việc của ông Lê Đức Anh phải ra Bắc gấp nên ông Tư Mau sửa xong đã đi từ tối hôm trước. Chính vì vậy mà chiều hôm sau cảnh sát ngụy mới đến thì chỉ bắt được mấy anh em, còn ông Tư Mau thì vẫn may mắn thoát nạn. Vậy câu hỏi đặt ra là, vậy tại sao tên ba Tam kia lại phản bội anh em và ông Tư Mau như vậy? Điều tra lai lịch ra thì phát hiện ba Tam là một tên không làm mà muốn có ăn, rất hám gái, hám tiền. Đã một lần bị ông Tư Mau đuổi, nhưng nó tỏ ra hối hận và chính vì thế được ông Tư Mau giữ lại. Trong thời gian làm cho ông Tư Mau ở cơ sở Vũng Tàu, suốt ngày nó chỉ lần ra phố nhậu nhẹt và ngắm gái. Do quá thèm thuồng mà không có tiền, thế nên ba Tam đã phản bội để lấy tiền ăn chơi. Đây có lẽ là một bài học rất đắt giá mà ông Tư Mau mắc phải. Kể từ đó, ông Tư Mau bị địch truy nã toàn miền Nam, ảnh của ông được treo khắp nơi. Đường dây đóng tàu của ông Tư Mau đã bị lộ. Để ông quay lại miền Nam lúc này là điều không thể, mà tìm được một người khác để thay thế ông bây giờ thì rất khó, vì đi biển cần phải có sức khỏe, cơ bắp, thông minh và trí tuệ, phải biết bộ máy vận hành của địch ở trên biển, thuộc từng bến bãi của mình. Biển rộng mênh mông, thế nhưng chỉ cần nhìn một con chim hải âu đang bay thì phải biết được mình đang ở đâu trên bản đồ, một chòm sao biết được hướng đi như thế nào. Không những thế, đi biển cần cả kỹ năng mềm để khi gặp địch kiểm tra còn có thể đối phó được với nó. Lúc nào đút lót thành công, lúc nào mình giả vờ như không biết và treo cờ của một nước khác sau đó lao thẳng đi, hay lao thẳng vào tàu của địch rồi thoát. Đơn giản vì địch chỉ thích gây sự với tàu Việt Nam chứ không muốn gây sự với tàu của nước khác. Phải quen đi biển mới có thể ứng biến được trong từng trường hợp. Chính vì khối lượng công việc quá khổng lồ và khó khăn mà việc đi tàu này không còn một ai có thể làm tốt hơn ông Tư Mau. Chính vì thế, ông đã xin đề xuất cải dạng khuôn mặt của ông thành khuôn mặt của một người khác để ông có thể tiếp tục với nhiệm vụ trên biển của mình. Đây là một quyết định khiến cho rất nhiều phải nể phục ông. Cái đau đớn nhất đối với ông Tư Mau lúc đó không phải là lên bàn phẫu thuật để mặc cho dao kéo động chạm vào cơ thể của mình, mà cái đau đớn nhất là ta phải thông báo ông hy sinh để đánh lừa địch. Thông tin đó chắc chắn đến tai vợ con ông. Liệu rằng gia đình ông ở nhà có chịu nổi cú sốc đó hay không? Rồi vợ ông có đi thêm bước nữa hay không? Đến lúc hòa bình rồi, ông về với vợ con ông liệu rằng sẽ như thế nào? Hay vợ ông đi theo một người khác, hay một nơi xa xôi nào đó? Thế nhưng ông Tư Mau không nghĩ nhiều đến điều đó. Ông vẫn quyết định thay đổi hình dạng. Tại Hà Nội, ông vào bệnh viện quân y khoa phẫu thuật thẩm mỹ, lên bàn mổ hết lần này đến lần khác, mổ mắt tạo hình lại hàng chân mày, nâng mũi làm cho miệng rộng hơn, hay xoay ngược da đầu, lấy tóc từ phía sau đưa lên phía trước, đốt hết các dấu vân tay. Mỗi lần làm như vậy cực kỳ đau đớn, ai cũng khâm phục khả năng chịu đau của ông và gọi ông với nghệ danh là người có lá gan sư tử. Ca phẫu thuật của ông Tư Mau là thành tích đáng nể của nền y học Việt Nam thời đó, mà người bác sĩ phụ trách là ông Nguyễn Huy Phan, một người khiến cho cả thế giới phải khiếp sợ về tay nghề phẫu thuật của mình. Sau này, khi gặp lại gia đình, chính vợ con, gia đình họ hàng và bạn bè của ông Tư Mau đều không nhận ra ông. Vâng, nói đến đây thì quý vị hiểu được phần nào đó của những thế hệ cha anh của chúng ta đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, mất mát, hy sinh xương máu của mình chỉ với một mục đích đất nước Việt Nam ta giành lại được độc lập, tự do. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ ghé qua kênh mỗi ngày để đón xem tập sau để hiểu rõ hơn con đường Hồ Chí Minh trên biển. Có câu chuyện về một con đường
mà con đường ấy ngày xưa hoàn toàn câm lặng, tới bây giờ nó vẫn câm lặng. Một nhà văn cũng là nhà tư tưởng lớn đã nói, người đi trên mặt đất thì thành đường, nhưng còn người đi trên biển, biển không để lại dấu vết, không để lại đường mòn, biển xóa đi tất cả, chỉ còn lại mặt nước mênh mông. Vậy con đường trên biển ấy có điều gì mà quân ta quyết giữ, quyết bám tàu, quyết hy sinh tất cả để giữ được nó? Để trả lời câu hỏi này, có ba lý do rất đơn giản để quân ta ngày đó bắt buộc phải làm điều đó. Đầu tiên đó là việc nó có thể cung cấp vũ khí và nhu yếu phẩm của những vùng xa xôi. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng điểm mạnh của nó là nhất về tốc độ. Vận chuyển trên đường bộ phải mất hàng tháng trời mới tới nơi, phải qua rất nhiều trạm, rất nhiều cung đường, thời gian có khi mất 6 tháng trời mới tới nơi. Còn vận chuyển trên đường biển gian nan và nguy hiểm hơn, nhưng nếu thành công chỉ cần 6 ngày đêm là có thể tới nơi được. Trong thời gian đó, với chỉ thị Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề ra, thần tốc đại thần tốc, nó có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc tổng tấn công năm 1975. Chính vì vậy, muốn mang vũ khí vào miền Nam thì chỉ có con đường biển là khả thi nhất. Thứ hai, vận chuyển bằng đường thủy tuy khó nhưng hiệu quả rất cao. Trong thời kỳ ác liệt, với mong muốn của ta là chỉ cần 50% số hàng vào được bờ thì đó coi như là thắng lợi rồi. Nhưng ngày đó, các thủy thủ đã vượt qua kỳ vọng khi có tới 93% số hàng đi được tới đích. Một con số mà đến chính quân đội ta cũng chẳng thể tin được. Hiệu quả rất cao, chi phí bỏ ra để vận hành nó lại cực kỳ thấp. 1.000 tấn vũ khí vận chuyển bằng đường biển thì chỉ cần tối đa là 20 chiến sĩ. Nhưng nếu cùng số hàng đó vận chuyển bằng đường bộ, có khi lên tới 10.000 người khuân vác hoặc 500 người vận chuyển bằng xe cơ giới. Cái lợi hơn nữa là chi phí nguyên liệu. Ngày đó, một giọt xăng dầu cực quý, không khác như giọt máu của chính mình. Vận chuyển bằng đường bộ, lượng xăng dầu tốn gấp hàng trăm lần so với đường biển. Ngoài ý nghĩa về vận tải và tiết kiệm kể trên, con đường trên biển còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là vận chuyển những chuyến hàng có ý nghĩa sống còn đối với công cuộc kháng chiến ở Việt Nam. Hàng đặc biệt có nhiều loại, đó là những máy móc đặc chủng không thể vận chuyển bằng đường bộ, như dụng cụ y tế, những máy móc mà nước bạn giúp đỡ để có thể chế tạo đủ các loại giấy tờ giả cho các cán bộ đi lại oanh tạc khắp miền Nam. Cùng với đó là các loại hóa chất đặc biệt để chế tạo ngòi nổ, ngòi cháy và các loại vũ khí đạn dược cho bộ đội. Nhiều lúc khẩn cấp, mình còn sử dụng để chở cả triệu đô tiền mặt. Đặc biệt ngày đó đường biển còn chở cán bộ trọng yếu của mình vào Nam ra Bắc, như ông Võ Văn Kiệt hay ông Lê Đức Anh cũng từng đóng vai người phục vụ cơm nước cho anh em trong đoàn để ngụy trang vượt qua các chốt chặn của địch chở tiền và tài liệu. Một người cũng rất quan trọng nữa mà trong cuốn sách Năm Đường Mòn Hồ Chí Minh, tác giả Đặng Phong có chia sẻ lại. Một người quan trọng không kém đã từng trên con tàu không số này vào Nam, đó là Đại tá Nguyễn Thiện Thành, cha đẻ của Philatop, một loại thuốc quý tăng cường sức đề kháng, giảm tỷ lệ thương vong cho thương binh. Đây chính là loại thuốc đến khi hòa bình thì dân ta vẫn dùng để trị bệnh lười ăn. Ngày đó khi còn ở trong tù, bác sĩ Thành đã tình cờ đọc được bài báo về phương pháp Philatop và cực kỳ để tâm vào nó. Đến khi ra tù năm 1950, ông đã chứng kiến hàng nghìn tân binh bị sốt rét, nhiều người ngã xuống khi chưa kịp ra trận. Ông nghiên cứu và bào chế nhau thai thành thuốc trị bệnh. Theo nguyên lý, nhau thai là một tổ chức tế bào sống khi đặt vào một môi trường kìm hãm sự sống. Ví dụ như làm lạnh dưới 0 đến 4 độ C, tế bào sẽ đấu tranh với nghịch cảnh để tồn tại. Tế bào sẽ tiết ra biostimulin để giúp cho cơ thể đấu tranh lại với bệnh tật. Trong điều kiện gian khổ và thiếu thốn của thời chiến, ông đã thực hiện công trình của mình bằng các bánh nhau của các sản phụ và một chiếc tủ lạnh chạy bằng dầu. Thử nghiệm lâm sàng trên 3.000 trường hợp là thương bệnh binh và người dân miền Nam và đã chứng minh sự kỳ diệu của phương pháp nhau thai Philatop, một biện pháp miễn dịch đột phá, làm lành vết mổ, chống sẹo, giảm triệu chứng viêm khớp tăng cường đề kháng, giảm tỷ lệ tử vong cho thương binh. Kết hợp với nhiều phương pháp điều trị khác, phương thuốc nhau thai Philatop còn được ứng dụng trong điều trị suy dinh dưỡng sau sốt rét. Đến năm 1960, khi ông bảo vệ xuất sắc luận án phó tiến sĩ tại Liên Xô, ông còn được nước bạn mời tiếp sang để học tiến sĩ. Thế nhưng, ông từ chối thẳng thừng rằng, đời tôi còn một luận án rất lớn, đó là sức khỏe thương bệnh binh
của đồng bào, của đồng chí ở miền Nam ruột thịt còn đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Quay trở lại với thời kỳ đó, đường trên biển ngày đó được giữ bí mật tuyệt đối. Bề ngoài không một ai biết gì về nó, ngay đến cả các cán bộ của ta cũng ít người biết đến. Nhưng Lâm Sơn Náo, người biệt động đã đánh chìm tàu chiến hạm của Mỹ. Đến mãi sau này khi chiến tranh kết thúc, ông mới biết là những vũ khí mà ông dùng đến đều do tàu không số chuyển vào. Và một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà ít ai biết được, đó là chở bộ đội quân ta đi giải phóng biển đảo Trường Sa năm 1975. Trong lịch sử hơn 10 năm ra khơi của đoàn tàu không số, hầu hết là bí mật chở vũ khí chi viện cho miền Nam. Đây là lần đầu tiên họ chở bộ đội quân ta lên đường chiến đấu giải phóng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vẫn là chuyến đi bí mật, tuyệt mật, vũ khí, đạn dược và cả bộ đội phải bố trí ép sát vào khoang tàu, san sát như xếp cá. Những con tàu không số mang số hiệu 673, 674, 675 cấp tốc hành quân vào Đà Nẵng. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, các tàu tổ chức hành quân độc lập, chỉ đặt ra yêu cầu là có mặt tại cảng Đà Nẵng đúng thời gian. Đến 21 giờ ngày 10 tháng 4, cả ba tàu đều tập kết ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Thời điểm này, Đà Nẵng vừa được giải phóng, công tác hậu cần cho các tàu được chuẩn bị gấp gáp, bổ sung đầy đủ phương tiện, vũ khí, dầu, nước, lương thực. Việc ngụy trang cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi các tàu đều không có số hiệu, cán bộ chiến sĩ mang trang phục như các ngư dân đánh cá, không treo cờ. Các tàu tiếp nhận lực lượng, đại đội đặc công đoàn 126 và đặc công khu 5 xuống tàu để khi tiếp cận sẽ đổ bộ, giải phóng đảo. Trên bản đồ, sông Tử Tây nhỏ như một chấm bút chì. Việc xác định hướng và vị trí vô cùng khó khăn nếu không có kinh nghiệm và kỹ thuật đo đạc thiên văn. Không có hải đồ từ đất liền ra Trường Sa, chỉ có một la bàn từ đồng hồ thiên văn bộ định hướng theo sao trời. Ngày đó, các đảo ở Trường Sa rất ít cây cối. Mỗi đảo có vài căn nhà tôn thấp lè tè, nằm lọt thỏm trong hệ thống hàng rào bùng nhùng, độ cao lại tương tự nhau. Đây là khó khăn lớn nhất đặt ra, khi mà trong đêm tối lại chưa một lần trinh sát phải tiếp cận đúng quần đảo Ngụy đang chiếm giữ để giải phóng. Một số đảo nổi trong quần đảo Trường Sa lúc này còn có quân đội của Philippines và Đài Loan đang chiếm giữ. Nếu đến nhầm giải phóng nhầm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đoàn tàu lặng lẽ ra khơi dưới sự ngụy trang là những tàu cá Hồng Kông. Trừ những người đóng vai trò ngư dân ở lại trên boong, tất cả phải ép mình ngồi dưới hầm tàu đầy súng đạn. 3 ngày đêm hành quân trên biển, vượt 500 hải lý, gần 1.000 km, tàu xuyên qua nhiều cơn giông tố trên biển. Có lúc biên đội tàu bị tàu địch quay lại để kiểm tra, chúng bám theo sát mọi hoạt động của ta. Trên đầu thì máy bay địch quần thảo đã được quán triệt từ trước, mặc mọi sự khiêu khích, hăm dọa, bộ đội trên tàu coi như không có chuyện gì xảy ra. Suốt hành trình là cuộc đấu trí, thi gan đầy căng thẳng, ý thức kỷ luật của những người lính, thách thức vẫn tiếp tục đến. Đến ngày 13 tháng 4, tàu ta tiếp cận vào đảo Sông Tử Tây cách 20 hải lý để lập kế hoạch giải phóng đảo. Vào thời điểm ngày 14 tháng 4, chúng ta giải phóng được Sông Tử Tây. Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, quân ta giải phóng các đảo Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Trường Sa, cắm cờ chủ quyền trên đảo An Bang. Tất cả điều đó là minh chứng rõ nhất cho ta thấy được tầm quan trọng của những con tàu không số, tầm quan trọng của con đường Hồ Chí Minh trên biển. Mặc dù con đường đó quan trọng như vậy, nhưng những tài liệu về nó, tài liệu về con người cống hiến cả đời cho nó lại cực kỳ ít. Bởi ngày đó, mình hoạt động rất bí mật. Ở những con đường khác, quý vị có thể thấy được những nấm mồ chưa xác định rõ tên của các liệt sĩ nào đó. Thế nhưng, đối với các thủy thủ đã hy sinh thì họ chẳng có nấm mồ nào cả. Tất cả đều được hòa với biển xanh mênh mông. Đó có lẽ là sự hy sinh, những mất mát quá lớn mà cha ông ta phải chịu đựng trong suốt cuộc kháng chiến cứu nước. Mỗi tàu không số đều được gắn thuốc nổ, bộc phá ở mũi tàu. Mỗi chuyến đi như một lần truy điệu. Nhưng hàng nghìn chiến sĩ được giao nhiệm vụ trên những con tàu ấy vẫn dũng cảm kiên cường vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí, cán bộ, chiến sĩ ra Bắc vào Nam. Trong số hàng trăm chiến sĩ của đoàn tàu không số đã hy sinh trên đường Hồ Chí Minh trên biển, cho đến nay chỉ duy nhất hài cốt của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu được tìm thấy, và vẫn còn 96 chiến sĩ đang nằm lại giữa biển khơi. Vâng, những chuyến tàu không số thành công cập bến đều có sự góp sức của đồng bào. Trong những chuyến đi đầy gian khổ,
không chỉ có tình đồng đội, đồng chí với nhau mà còn cả tình cảm quân dân. Những chuyến đi bị địch phát hiện, tàu bị phá hủy, khi ấy là chính nhờ sự đùm bọc của người dân địa phương và của các bác sĩ mà các chiến sĩ tàu không số lại có thể trở lại miền Bắc tiếp tục làm nhiệm vụ. Những năm sau cuộc chiến, Lầu Năm Góc và nhiều chính khách ở Hoa Kỳ vẫn không sao hiểu nổi tại sao Mỹ lại thua trận ở Việt Nam. Từ năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đoàn tàu không số đã huy động 2.000 lượt tàu thuyền đi gần 4 triệu hải lý trên biển, vận chuyển trên 152.000 tấn vũ khí, trang bị, kỹ thuật, thuốc chữa bệnh và trên 80.000 lượt cán bộ chiến sĩ từ Bắc vào Nam. Các chiến sĩ đoàn tàu không số đã hơn 30 lần trực tiếp chiến đấu với tàu địch, đánh trả hơn 1.200 lượt máy bay tập kích. Sự tiếp viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã tạo nên sức mạnh của tiền tuyến miền Nam, mặc cho sự bắn phá ác liệt với hơn 1.200 lượt máy bay tập kích, 19 tàu không số và gần 100 cán bộ chiến sĩ đã nằm lại trong lòng Biển Đông. Nhờ đó mà đất nước có được ngày thống nhất 30 tháng 4 năm 1975. Kính thưa quý vị, thời gian đã trôi qua, biển xanh đã xóa đi tất cả những dấu vết về một con đường vận tải trên biển. Con đường của những huyền thoại, của những người lính biển anh hùng thì vẫn sống mãi với dân tộc Việt Nam. Nó cũng là điểm mù bí ẩn của quân địch mà chúng không thể nào lý giải nổi. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, thống nhất, nhưng các thế hệ người Việt Nam sẽ không bao giờ quên. Trong thắng lợi vĩ đại đó của dân tộc có phần đóng góp công sức, xương máu của rất nhiều cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số, những người dù biết trước có thể hy sinh nhưng vẫn giữ vững niềm tin, không hề sợ hãi, không hề do dự ngồi trên hàng tấn thuốc nổ để làm nhiệm vụ. Những cán bộ chiến sĩ trên con tàu không số ngày ấy đã phát huy cao độ tinh thần của lớp thanh niên thời đại Hồ Chí Minh và là tấm gương sáng, là động lực thúc đẩy để thế hệ trẻ ngày nay tiếp bước cha anh góp công sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Còn quý vị nghĩ sao về con đường Hồ Chí Minh này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!